Rồi bây giờ chúng ta chuẩn bị đập nha. Rồi bây giờ bên kia bắt đầu đập thôi. Cái gì đó? Ui, ui quá trời kẹo luôn. Trời ơi. Ui, ui cái gì đó? Các bạn ơi, wow, ôi con heo này nó quá trời sô cô la luôn, kẹo quá, bể con heo luôn rồi, hai bác, ui, trời ơi, cái gì đó con? Quá các bạn ơi, đây kẹo xin gom Big Papon. Các bạn ơi, đây bạn Ken, đây một đống ba ba của con. Hôm nay chúng ta sẽ cùng bạn Ken chơi trò chơi đập heo đất để mà nhận quà nghe. Ở trong con heo đất này có rất là nhiều kẹo nè, bánh nè, quà quá trời luôn. Rồi bây giờ chúng ta chuẩn bị đập nha. Rồi bây giờ bạn Ken bắt đầu đập thôi. Cái gì đó? Ui, ơi quá trời kẹo luôn. Trời ơi. Đây các bạn ơi, đây là kẹo gì vậy con? Đây kẹo xin gươm nè các bạn ơi. Rồi đây bây giờ mình sẽ mở thử một cục kẹo màu nho hả? Rồi màu nho cho bạn Ken ăn thử nha. Đây cục kẹo màu nho. Ăn thử coi. Ăn thử coi ngon không? Quá trời kẹo nho. Quá trời kẹo nho luôn nè các bạn ơi. Rồi bây giờ mình đập tiếp con này coi có cục kẹo gì nha. Đây một con heo màu đỏ. Rồi con để riêng đây nè, đừng để chung, con để riêng đây. Để riêng đây. Rồi con đập đi. Ui, ui cái gì đó? Các bạn ơi, ôi con heo này nó quá trời sô cô la luôn. Ôi có gì đây? Một cây kẹo xinh gươm. Sô cô la, đây là sô cô la nè, còn có mấy viên bi nữa nè các bạn ơi. Đây bi màu trắng, đây đẹp quá. Đây bạn Ken sẽ mở cục sô cô la này cho chúng ta thêm thử nha. Rồi cục kẹo sô cô la cho bạn Su ăn. Đây Su mẹ nè, sô cô la này Su mẹ. Con Su nó ăn sô cô la luôn rồi và nó nuốt cái vỏ luôn rồi các bạn ơi. Quay rồi ăn nhả vỏ ra nghe Su. Con Su này nó khôn quá, nó ăn nhả vỏ ra nè các bạn ơi. Rồi để lột cho nó ăn. Rồi nó ăn hết rồi, còn cái vỏ không à. Rồi chắc ngon lắm đây. Rồi bạn Ken sẽ đập tiếp một con heo màu xanh nha. Rồi mình để riêng ra đi. Rồi thôi mình coi có bao nhiêu kẹo. Bể con heo luôn rồi. Ý kẹo gì đây? Kẹo gì đó? Đây các bạn ơi, trời ơi một đống kẹo luôn nè. Đây. Ôi, đây là kẹo trái cây nha. Đây là cục kẹo chanh nè, đây là cục kẹo dâu. Có cục kẹo giải nữa. Đây có cục nha.